Hello mọi người, chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu đơn nam. Trận đấu đơn nam nâng cao với cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô năm 2020. Trận đấu giữa Quốc Học và Huy, hai đội vợt đều đánh cho đơn vị Học viện Hành chính. Theo dõi video này, chúng ta không bình luận và chúng ta sang bên kia bình luận live stream với bên kia đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.
chị ăn mất neo không? Không. Hôm nay không sẽ cào luôn hình thức. Trên sân số 3 ở dung đơn nam nâng cao thanh của học viện hành chính gặp thiết của đại học Đông Đô. Thank you.
các vận động viên ở nội dung đôi nam nữ 19-26 chuẩn bị. Trên sân thứ 4 ở nội dung đôi nam nâng cao bán thứ 2, Hưng Đức Học viện Hành chính gặp Mạnh Đức Nam Thứ Thể dục Thể thao. Thank you.
Số đang là 25-16 nhưng về Quốc Học chém cầu không qua lưới, 17-25. Đánh ơi, đánh đối thủ giữ chân nhé. Thank you.
Trên sân số 2,
Vinh Thảo của học viện Đại học Cổ truyền gặp